Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái bộ pen 3D. Thì đây là cái bộ pen giúp các bạn có thể tạo ra những khung ảnh 3D hoặc là những cái icon được có sẵn, hoặc là các bạn có thể tạo ra những cái bức ảnh mà hình dạng 3D. Thì cái pen này được chia sẻ miễn phí nên các bạn có thể sử dụng và tải miễn phí dưới phần mô tả video. Thì trước khi mà các bạn quyết định cài thì mình sẽ demo một vài cái tính năng trên cái pen này để giúp các bạn hiểu hơn và giúp các bạn cài để tránh mất thời gian cho các bạn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ chi tiết cái pen này hoạt động như thế nào. Cài rất đơn giản, các bạn mở Photoshop, chọn file Adobe Browser, thì các bạn sẽ vào cái thư mục cái pen đó, các bạn load cái JS ra, thì ở đây nó sẽ nhấn ok. Thì các bạn đã cài xong thành công rất nhanh và đơn giản. Sau đó các bạn tắt Photoshop và mở lại thì pen của chúng ta sẽ nằm trong Photoshop và chúng ta có thể sử dụng một cách rất là bình thường ha. Rồi thì đây là cái pen của chúng ta, thì giao diện rất là đơn giản, chúng ta chỉ sử dụng mục đích là tạo ảnh, tạo những cái viền ảnh 3D. Rồi thì các bạn chọn icon á, thì các bạn chọn vào trong đây, thì ở đây nó sẽ cho chúng ta một vài những cái icon được demo sẵn ở trong pen ha, các bạn có thể tham khảo nha. Rồi thì ở đây mình sẽ chọn, thí dụ như các bạn chọn những cái kiểu 3D nghiêng trái nghiêng phải nè, ở đây mình sẽ click vào để cho các bạn xem nó hoạt động như thế nào. Thì ở đây cái pen chúng ta nó hoạt động giống như là một cái action vậy thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ làm nhanh hơn, chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh và chỉnh sửa ha. Nên các bạn có thể chờ trong giây lát thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái ảnh, một cái logo 3D rất là đơn giản. Ok, vậy là xong rồi đó. Rồi thì đây là cái ảnh cái 3D của chúng ta. Thì lúc nãy thì chúng ta tạo cái 3D nó hướng hướng thẳng lên nè, là pon á, thì nó sẽ như thế này. Rồi thì tuy nhiên thì chúng ta có thể thay đổi màu sắc nha, tùy theo mà các bạn có nhu cầu. Ở đây nó có độ bóng nè, thấy không? Đó, đó độ bóng dưới nữa nè. Thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta nhiều cái dạng ảnh 3D để chúng ta có thể tùy chọn và thay đổi cái màu sắc ha. Đó. Các bạn có thể tham khảo và các bạn sử dụng trong mục đích là tạo những cái logo 3D thôi, nghiêng trái nghiêng phải, chứ không có gì đặc biệt cái chỗ này, giúp chúng ta tạo nhanh hơn và đơn giản hơn. Ở đây là cộng thêm, có nghĩa là cộng thêm viền thôi các bạn. Còn phần dưới đây á, là nó tạo khung ảnh 3D đối chiếu, còn ở đây là khung ảnh 3D hình hộp ha. Ở đây là khung ảnh 3D là đổ bóng nè, nó có biểu tượng rất là chi tiết và rõ ràng. Thì tuy nhiên á, thì các bạn không rành á, thì các bạn có thể xem video demo của cái người tạo ra cái pen này ha. Ở đây là người ta có hướng dẫn rất chi tiết từng bước luôn. Rồi thì đó là cái về cái icon 3D. Rồi thì quay lại cái khung cái ảnh 3D á, thì làm như thế nào? Thì cũng tương tự như vậy thôi, các bạn cứ chọn vào và các bạn chọn cái tạo cái ảnh ảnh nghiêng ảnh ngả nè, nó tùy theo các bạn mong muốn ha. Thì bây giờ mình sẽ click vào cái ảnh này đi, nghiêng đi, thì nó sẽ tự động nó sẽ tạo cho mình nha. Thì cái phần này bị lỗi á, là do cái khung ảnh không phù hợp nên các bạn cần lưu ý nha, sử dụng nha. Ở đây thì nó có demo cho mình một vài cái icon sẵn nè, các bạn chỉ chọn thôi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái ảnh của cô gái này đi. Bây giờ mình sẽ đưa vào một cái khung ảnh tỷ lệ vuông nha các bạn. Các bạn nhớ cái tỷ lệ phù hợp để cho cái ảnh của chúng ta nó sử dụng được. Ở đây mình sẽ góp theo cái tỷ lệ đi ha. Đó. Tỷ lệ nó hơi như như thế này nè, các bạn bỏ cái ảnh qua. Đó, rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng nó. Vậy thì cái phần mềm của chúng ta mới hoạt động được nha. Nếu như chúng ta làm cái tỷ lệ không đúng thì nó sẽ không hoạt động, nên các bạn cần lưu ý. Đó thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái khung ảnh như thế này, dựa theo đây là ảnh gốc ha, ảnh gốc các bạn đóng lại đi, là cái ảnh nào mà nó tạo ra nè. Thì các bạn có thể cộng thêm nè, có nghĩa là các bạn cộng thêm cái viền ở dưới đây thôi nè, nó cộng thêm, nó tự tạo cho mình, nó cộng thêm một cái viền nữa thôi. Thì theo nguyên tắc hoạt động của nó là như vậy đó, các bạn có thể hình dung ra được là cái bên này á, nói chung là đây là cái phần màu này, các bạn cứ click vào các bạn thay đổi những cái viền ở ở dưới đây thôi, chẳng qua là nó nhân lên theo theo nhiều lớp laser á, nên cái khung ảnh chúng ta nó rất là nhiều lớp laser ở đây nè, bùng lớn lên rất là nhiều cái những cái lớp laser nè. Đó thì những cái lớp laser này là những cái phần bóng để tạo ra cái khung ảnh 3D, nên các bạn có thể hình dung ra được là cái pen này nó hoạt động như một cái action được tạo sẵn để giúp các bạn tạo ra những cái khung ảnh 3D nhanh hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục
cái phần còn lại ha, các bạn có thể tự tải về và nghiên cứu xem mình có nhu cầu gì trong cái quá trình mà sử dụng cái band này. Thì mình thấy nó rất là hiệu quả đối với một số bạn nào mà đang thiết kế những cái banner hay là những cái logo á, thì có thể sử dụng cái band này ha. Ở đây nó có nhiều cái icon được tích hợp sẵn, các bạn chỉ cần lấy ra và sử dụng nó lại thôi. Rồi thì cái cách tạo những cái dạng hình 3D như thế này á, thì tương tự như những cái phần trên, thì tương tự như cái các bạn chỉ cần click chuột vào thì nó sẽ tự tạo cho mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần cuối cùng. Thì đây là cái dòng menu mà mình thấy nó trực quan hơn, rất là dễ sử dụng, nên các bạn có thể sử dụng bên phần này thì mình thấy cũng khá là ổn. Thì ở đây nó có tạo cho mình cái mẫu khung ảnh 3D của những cái mẫu smartphone nè. Thì các bạn thích cái mẫu nào các bạn cứ chọn vào thì nó sẽ tạo cho mình cái khung ảnh 3D, và sau đó các bạn là lấy cái ảnh của mình các bạn ghép vào vậy là xong. Thì các bạn thấy đây là một cái chương trình được tạo rất là nhanh chóng. Rồi bây giờ đã tạo xong rồi, vậy thì mình sử dụng như thế nào? Thì các bạn chỉ cần bỏ nó vào trong cái các bạn lấy cái tấm ảnh này, các bạn làm hình nền nó, thì các bạn bỏ vào trong đây, các bạn dán lại là xong ha. Thì ở đây nó sẽ tạo cho mình rất là nhiều những cái lớp laser giúp các bạn có thể đưa cái ảnh vào, các bạn dán vào, vậy là chúng ta có ngay cái ảnh nền điện thoại 3D ha. Đó, nó nguyên tắc hoạt động của nó là vậy. Đó, rất là sắc nét ha. Cái đương nhiên thì cái tỷ lệ của cái ảnh này á, thì nó cũng khá là lớn nha. Để mình xem coi cái size của nó là bao nhiêu. Các bạn vào image size. Thì đây là một tỷ lệ hình vuông 3000 pixel trên inch ha, 3000 pixel. Nó nói chung là tỷ lệ cũng rất là cao, nên các bạn có thể sử dụng nha. Rồi thì tương tự như vậy thì các bạn có thể tạo ra những cái ảnh 3D mà các bạn mong muốn, như là những cái ảnh như thế này. Các bạn chỉ cần click vào thì nó sẽ tạo cho mình một cái khung ảnh, và sau đó các bạn lấy cái ảnh của mình các bạn đưa vào, vậy là có thể được một cái ảnh 3D rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi thì các bạn nào quan tâm thì có thể tải về và dùng cái bên này tùy theo mục đích sử dụng của các bạn ha. Ở đây thì nó tạo cho những cái ảnh như thế này, có nhiều lớp laser gốc ở trên đây nè. Đây là những cái ba cái laser gốc màu đen thôi, thì chủ yếu là các bạn dùng ở dưới group ở dưới đây nè. Các bạn dán cái ảnh này, bỏ cái ảnh này qua và nhấn Ctrl Shift Ctrl G dán vào, thì chúng ta có được cái ảnh 3D như thế này. Thì đó, đây là cái band, nguyên tắc hoạt động của cái band nó là như vậy, nên các bạn có thể tham khảo trước khi mà các bạn quyết định cài ha. Đây là những cái tấm ảnh sao được phủ mờ khói thôi. Tuy nhiên các bạn có thể thay đổi những cái màu này nha. Ở đây thì nó cho mình thay đổi cái màu sắc tùy ích tùy thích nha, nên các bạn cứ cần click vào thì các bạn có thể điều chỉnh được những cái màu này. Cái màu nền này thì các bạn cũng click vào thì các bạn đổi được cái màu thôi, chứ không có gì mà phức tạp ở chỗ này ha. Rất là đơn giản. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể sử dụng, các bạn click vào thì nó đổi chúng ta cái màu nền đó. Rồi thì tương tự như vậy thì những cái tính năng khác thì các bạn chọn thì click chuột vào thì nó sẽ tự động nó tạo ra. Rồi vậy thì nếu bạn nào mà cần thì có thể tải về và cài thử ha, trước khi các bạn xem video này. Xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.